Chào anh em nhé Hồng Kỳ H9 Cái giá trị của mẫu xe Hồng Kỳ H9 này Nó rất là khác với các mẫu xe đang có trên thị trường Nên là anh em cân nhắc con xe này Tâm lý nó sẽ bị xáo trộn rất là nhiều Cái gì liên quan đến tâm lý khách hàng là tôi rất thích Nên là tôi làm video này sẽ giúp anh em hiểu rõ hơn Với các cái trạng thái tâm lý mà mình có thể gặp phải Nó sẽ xoay quanh ba cái tâm lý chính Là nghi, ngại và sợ Cái tâm lý đầu tiên Nghi Cái tâm lý này nó sẽ xuất phát từ cái giá xe anh em hãy nhìn vào giá xe nhé Từ 1 tỷ rưỡi đến 2 tỷ 6 Xem các reviewer khen Rồi tận mắt mình xem cũng thấy nó đẹp quá Hoành tráng quá, nhiều công nghệ Các cái gì đỉnh trên xe hơi thì con này đều có Nhưng mà cái giá của nó lại làm anh em nghi ngờ Sao lại rẻ thế Xét rộng hơn về cái tâm lý nghi ngờ này Nếu mà trong kinh doanh ấy, Thì cái tâm lý nghi ngờ trên giá bán này Lúc nào cũng có trong đầu khách hàng Tôi ví dụ cho anh em xem Hai mớ rau cùng nhập một chỗ có anh thì bán 50.000, cũng là mớ rau đấy nhưng chỗ khác bán 5.000 mua về ăn. Cái mớ rau nào sẽ cho các anh em cái cảm giác an tâm hơn. Tôi là tôi thấy 50.000 là an tâm hơn đấy. Còn cái mớ 5.000 kia thì về ăn sẽ vừa thấy lo, không biết là nó có phun thuốc gì không. Cứ cái gì quá hời với khách hàng là khách hàng lại nghi. Đây là một phần trong tâm lý khách hàng. Cái mục này thì nó sẽ thuộc trong uh, customer resistance. Tôi dịch ra tiếng Việt thì nó hơi lầm khẩm, đại loại là hiểu nôm na nó là sự kháng cự lại của khách hàng. Ví dụ như tôi đang đi ngoài đường này có ai chạy đến bảo bán cho anh cái iPhone rẻ lắm rẻ bằng một nửa trong cửa hàng thì tâm lý của tôi là tôi kháng cự lại ngay hoặc là ai gọi điện đến đòi bán cho tôi cái gì cũng vậy mặc dù là giá rẻ đấy nhưng mà không không anh không mua đâu đó customer resistance thì quay lại cái con Hồng Kỳ H9 này giá của nó từ 1,5 tỷ trở lên thì cái giá này thì cũng có thể mua được con Camry nếu mà đặt Camry vào so sánh kiểu phồn thực mà bỏ qua tất cả các giá trị vô hình của Camry thì Camry có mặt sách dép nhưng mà tôi mua Camry tôi lại thấy an tâm, cũng an tâm như là tôi mua cái mớ rau đắt còn ông Hồng Kỳ này rẻ quá. Mẫu mã thì đẹp, bề thế, nhưng bán rẻ thế thì uh, những cái gì mà tôi không nhìn thấy được thì tôi sẽ nghi, hay là những cái gì cần nhiều thời gian kiểm chứng hơn thì tôi cũng sẽ nghi ngờ. Cái tâm lý tiếp theo là ngại. Cái tâm lý này nó đến từ những người xung quanh. Nó là một rào cản quá lớn. Với những người am hiểu về xe hay tìm hiểu về xe thì sẽ thấy được cái hay, cái giá trị của xe Trung Quốc đem lại. Khi mà họ hiểu được giá trị của một chiếc xe thì họ nhìn những người mà sở hữu xe Trung Quốc Với một con mắt khác lắm Nó không giống như những người chỉ nghe thấy tên Trung Quốc là chê luôn Nhưng mà Cái này quan trọng này Anh em hãy nhìn xung quanh đi Anh em bạn bè, cô dì, chú bác, bố mẹ Bao nhiêu người trong số đó hiểu được cái giá trị của xe Trung Quốc Mua một con xe 2 tỷ về làm cái lễ gọi là cưới xe hay là cúng xe đấy Mới anh em bạn bè cô chú đến Hỏi xe xuất xứ từ đâu Nói hai từ Trung Quốc là thấy hơi ngại mồm rồi đấy. Rồi những người mà chúng ta quen biết ý, Nói một hai câu đôi khi làm người chủ sở hữu chạy lòng và còn kèm thêm bực tức nữa. Tâm lý thứ ba là sợ. Có sợ không? Những người mà vượt qua được thì uh, tất nhiên là sẽ nói không sợ. Còn những khách hàng trung lập thì sao? Sợ là có. Nó bắt nguồn từ lịch sử của các cái mẫu xe trước đó mang cái hình ảnh không tốt đến với khách hàng. Hay là những cái mặt hàng khác có xuất xứ từ Trung Quốc, nó không mang đến cái ấn tượng đẹp lắm. Ngoài cái nỗi sợ đấy thì còn nỗi sợ về dài hạn nữa. 5 năm nữa bán lại thì sao? Bao nhiêu còn lại được bao nhiêu phần trăm giá trị? Có dễ thanh khoản hay không? Nói về tính thanh khoản của mẫu xe này mà là chiếc xe cũ thì tôi đánh giá là khó thanh khoản. Thứ nhất là từ thương hiệu từ Trung Quốc này. Thứ hai là động cơ của nó lớn. Giá xe mới cũng chỉ 1,5 tỷ. Nếu mà sau này bán lại thì khả năng nó sẽ dưới 1 tỷ. Thì cái tệp khách hàng mà mua lại con xe này với cái giá dưới 1 tỷ thì nó khá nhỏ bán lại thì chắc chắn là vẫn bán được nhưng mà có được cái giá như mình mong muốn hay không thì mới là quan trọng sợ là sợ cái điều đấy nỗi sợ về sửa chữa con xe này là một đơn vị nhập khẩu tư nhân nó sẽ không mang đến sự an tâm về giải hạn đơn giản là buôn xe về bán mà anh em theo dõi lịch sử ấy, thì thỉnh thoảng là nhập về một con xe mới hoàn toàn cái lời cam kết hay lời nói ấy, nó không mang nhiều sự an tâm như là hành động ví dụ như anh phân phối một hãng xe nào đó mấy chục năm nay chỉ một hãng xe đó thì nó sẽ đem lại nhiều niềm tin và sự an tâm hơn là kinh doanh rất nhiều mẫu xe của các hãng khác nhau cái điều này nó sẽ dấy lên cái sự nghi ngờ về lòng trung thành và sự quyết tâm mà thay vào đó thì tôi sẽ hiểu hay khách hàng cũng sẽ hiểu là sự sàng lọc trung quy lại thì xe trung quốc thì còn rất nhiều vấn đề phải làm nếu mà muốn bán tốt ở thị trường việt nam và sẽ phải đầu tư và chăm sóc nhiều hơn về mặt sau bán hàng ok một vài chia sẻ với anh em như vậy cảm ơn mọi người đã theo dõi xem xe video này cũng là video cuối năm rồi thì tiện đây thì tôi cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi xem xe trong một năm vừa qua rất nhiều người đã ủng hộ tinh thần và khích lệ chúc mọi người có một cái tết ấm no bên gia đình xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong năm mới